ba của Hoa đang đi dọc đường á. Đang trên đường đi đi xích xuống kia một chút xíu để cưa tiếp tục nữa. Rồi cô Ba thì đang nhờ ba của Hoa cưa mấy phần cây đó đi, bây giờ sẽ đi tiếp tục nữa. Đoạn đường đang thi công, mấy xe này thì của bên vật liệu xây dựng Ngọc Hiện, Ngọc Thúy đang chở tràm để bắn mấy cái bờ đê. Thì ba của họ tiếp tục cưa cái bàn gai dưới này nè. Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt ở ấp An Lạc, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, để ba của Hoa tiếp tục cưa cây xoài và cây bàn gai. Nãy giờ ba của Hoa đi đi dọc đường xuống là có hỗ trợ bên cô Be. Nó sợ, nó nói ngay cây xài này hay dây điện nó nhắm cưa. Cái bàn với cái giấy tôi chừa lại đúng không? Cái bàn với cái bàn nó chừa lại đó ha. Cái bàn với cái này nè. Nó là thôi để cho ông tôi đi ông nội đang quay tốt con thôi. Hả? Tôi không dám cưa mấy cái này đâu. Cái chào không đi chưa đâu. Cái chào chưa được. Rồi. Bác Sáu đang nói là của là em Cường với anh Hải Béo rồi. Chú Dân. Này. Chú Dân với chú Dũng cũng có cưa hỗ trợ cho đường này nữa. Hỗ trợ. Chú ăn tiền hỗ trợ gì? Nào mà cưa là mình hỗ trợ là cũng như là không lấy tiền rồi bạc nào cũng mới gọi là hỗ trợ. Nghĩa là cái đó kêu là hỗ trợ đó. Hỗ trợ đồng bào lũ lụt thì cái cây xoài này nó có một cái nhánh ve vô hàng rào, nó không là nó không ve vô hàng rào, nhánh bự đó thì ba cái mình cũng phải cột ve và cắt nguyên cái đặc xuống luôn đường rồi được. Thành ba của Hà cưa cây xoài này trước rồi mới cưa được cây bàn gai. Quá trời kiến rồi ba. Ba của Hà nói quá kiến với kiến đen luôn. Cầm sang chưa à? Hết sang anh cậu. Thế lại tắt máy. Yeah.
Nãy ở phía trong có một cái nhánh nó vướng vào trong cái hàng rào, bởi vậy ba của Hào không có cưa hạ gốc nguyên cây được. Dạ không. Đi ra đó để cưa phần ngọn của cây bần, cưa bớt để cô ba có thể múc đất vào đây để đắp thêm cái đường. Bà ba của họ cưa xích phía dưới luôn rồi. Trời sáng rồi. Chân chân nó bọng nó tát luôn rồi, sức luôn, đứt luôn rồi. Cái con ông không biết gì xảy ra hết trơn luôn. Cái gà với con cá kè với á. Kè bơ không? Ai biết, nó kêu hoài à. Không dám đâu, muốn chịu qua tay ông xin đơ. Quá trời ông luôn. Hôm qua chụp ngay ở ông luôn. Ngay cây bằng để như vậy để giữ đất. Đen ông vú thấy màu đen, thấy bu lại bu lên nè tóc đến cục mặt của nó. Ông vú nó mua mẹ rẻ này để đắp đặt cho bằng ra mình nói cái gì đó không cái gì tháo ra dùng đâu dùng nhà luôn hả. Bà con tiếp tục leo lên cây bàn gai. Cái da này nó kêu cái da ngoài nó cứng rồi. Dập cốc cốc cốc. Cái phần dưới này thì nó chưa có gai nhiều như ơ rồi. Ôi quá trời ông luôn hả? Ở trên đầu ba. Cái sạch chứ được. Ê, bỏ chạy gạch chơi. Dạ, trên luôn. Ông cái ổ này đóng lâu. Trên này ngõ. Gió lắm. Cái bàn gai này thì cũng đang trống thiệt, nhưng mà cái phần nhánh của nó thì nó to quá, nó dướng dây điện và bên cây xoài bên đây nữa, nên ba của Hà cưa bớt. Nước
phần da cây của nó quá cứng. Ở phía dưới phần da nó thì cái gai nó bự thiệt, nhưng mà nó không bén bằng những phần nhánh. Những phần nhánh thì gai nó nhọn quắt luôn á. Mà mỗi lần đi lên chảnh hơi cực. Cái ông nữa rồi né qua đây. Gặp máy tao quay cho. Món bò hấp dân nhiều quá. Mà nói không ăn không? Chợ nào cũng mới ăn đây nè, ngon chứ không ngon. Đập hết nhá. Lại xem ba cô hơi cưa cây rồi. Nói chuyện tán gẫu. Nó không canh nha. Cá mà giờ mà dòm, dòm giống như cha vậy đó. Quét rồi, chết tròn rồi. Trời mấy mấy người. Cái nhánh lá nó nhiều quá, cái nó lọt xuống phía dưới. Da này tuy nó tà đầu nhưng mà rất là tiếc. Trời ơi, nấm mọc lên trên cây luôn. Nấm mèn. Nấm thu gan luôn rồi. Chưa ở đây nữa nè. Cái ngoài nó nè coi đi. Hả? Đó giờ tổng muốn cái trái mà gan. Còn đây là hoa. Hoa bị dập hết trơn rồi. Hay là muỗng của cây bàn gai này thì nó hơi ngứa tăng tăng á. Rồi bà cũng hòa còn mang cái móng leo với bạn không có chồm ra xa được. Chết quá. Chết. Dọn dẹp quá là chết. Dọn dẹp không chết. Dạ. Đuôi. Con sáu rộng nữa, nữa là chơi đất thì nhiều để xem được đây nè. Bảy chết em lật đây.
mấy cơm để lại không, để đi ông cháu thôi chú nữa. Rồi rồi dẹp dẹp cho chú chạy ra. Là phụ nắm cái đọt rồi kéo qua cái đường gì vậy con á. Bị vướng dây điện à. Bây giờ bà cũng chèn mấy cưa xuống và xuống phía dưới cưa hạ nguyên cây luôn cho nó ra mấy xong. Rồi bà cũng chừa nặng cái tàn phía ngoài này để cho cây nó ngã ra luôn. Cái này chỉ cần một người kéo thôi cũng được. Với lại bà cũng sợ vướng cái đọt cây dừa này nè nên phải cắt bớt.
cho Cường ngã ra đây. Ở ngoài đó thì có cây bồng nữa. Tới mắt đừng dễ lăn qua luôn rồi. Tới mắt được 4 mét qua anh Tùng. 5 mét. Bây giờ 4 mét tới đây rồi. Đo thử coi. Nếu mình xài cái gì mới được. Cái này nếu mà cất nhà, sửa nhà nữa làm đồng tay rồi cũng ngon lắm. Lấy thước đo để cắt. Cái cây sẵn nè để cho chút lăn qua dễ. Này bác Sáu gái có làm cà phê với cà phê sữa nè, rồi có đem bắp ra để cho mấy thợ cưa ăn, YouTube cũng được hưởng. Oh.
không được rồi, không được, là mặc áo nó dính mặt cưa của cái bàn gai á. Dạ đúng rồi. Hồi nãy giờ nó tăng tăng. Cái gì đây nè? Cái mũ mặt cưa chứ gì chứ. Chứ đi của mình đi. Rồi. Ba của Hòa cũng đã cưa xong cây bàn gai à. Cái phần đó thì bác Sáu kêu là để vậy luôn đi, để cho giữ mé. Mua mốt có xe cẩu á, thì nó sẽ đẩy xích ra ngoài chút xíu. Thôi cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Thôi mong là quý vị sẽ để lại bình luận phía bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa ngày càng hoàn thiện hơn. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.